Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Hôm nay là video muộn ngày mùng 8 tháng 1 năm 2023 của bên mình. Thì có những chiếc máy ví dụ như đây này, Redmi Note 11, bản Việt Nam hàng chính hãng bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 3 triệu. Oppo Reno 6Z 5G 3 triệu 6. Hay là cũng có một con Reno 6Z 5G máy màu đen 3 triệu 8. Đấy, hàng chính hãng luôn các bạn nhé. Hay là một chiếc Velvet, Velvet hàng zin đẹp. Đấy, hàng zin đẹp nhé. Đấy, giá là 3 triệu 300 nghìn. Đấy, hàng zin đẹp, zin keng luôn, hàng A cộng luôn. Velvet bản một sim. Tất cả máy bán ra bên mình đều bảo hành 3 tháng nữa một đổi một và tặng phụ kiện ít nhất là phải có một bộ sạc. Nếu tốt hơn thì sẽ có một thêm một cái kính cường lực hoặc một miếng dán và thêm cái ốp lưng các bạn nhé. Nên các bạn yên tâm, bên mình bán hàng thì có ship code toàn quốc. Các bạn nào ở gần khu vực công viên Thiên Đường Hòa Sơn có thể qua trực tiếp cửa hàng để giao lưu. Còn nếu bạn nào ở xa thì có thể là mua bán online thì bên mình sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bạn. Các bạn chỉ cần nhắn cho mình họ tên, địa chỉ, đó, số điện thoại các thứ ABC thì bên mình sẽ gửi hàng đến. Các bạn kiểm tra đúng sản phẩm, đúng hàng, không lỗi lầm thì các bạn nhận nhé. Đấy. Hay là bên mình có bốn chiếc XS Max 256GB Mano, nhưng mà Mano này hiển thị gọi là Z11 so với cả màn zin các bạn nhé. Thì bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 5 triệu cho đến 5 triệu 200 nghìn các bạn nhé, từ 5 triệu đến 5 triệu 200 nghìn. Đấy. Rồi tiếp theo nữa đến một cây XS Max, con này thì Mano mất phây. Đấy, thì bên mình bán cho các bạn giá loanh quanh tầm 4 triệu thôi. Đấy, cái tầm giá này mà các bạn mua iPhone XS hoặc iPhone 8 Plus nữa thì đúng là hơi phí luôn. Đấy. Hay là một cây Samsung A71 hàng chính hãng Viettel Store các bạn nhé. Đấy, bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 3 triệu 700 nghìn nhé. Một con hàng zin keng sà beng luôn. Hôm nay có đúng một cây thôi. Đấy. Hay là một con Note 10 Lite không có bút. Đấy, không có bút nhưng mà màn hình ok, vỏ ok, viền nói chung là đẹp, tầm con máy này đẹp tầm 95%, bản Việt Nam chính hãng không có bút. Đấy, vẫn hai sim hai sóng, màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 3 triệu 200 nghìn, siêu rẻ, không còn con nào rẻ hơn nữa. Hay là một con bản đặc biệt, con này thì có thể là các bạn được nhìn thấy thôi, nhưng mà để có tiền mua con máy này thì nó phải thêm một cái nữa là duyên các bạn mới mua được. Đây là một con S20 Ultra trắng và con này là con thứ hai kể từ ngày mình bước chân vào Samsung. Đây là con thứ hai mình gặp. Đấy, đây máy màu trắng các bạn nhé, S20 Ultra bản Việt Nam màu trắng. Đấy, con này thì rơi vào 7 triệu 900 nghìn. Có thể nói đây là một bản limited luôn các bạn nhé. Hay là một chiếc Samsung A51. Đấy, con này thì zin 100%, lưng nó có chóc thủy nhá, lưng chóc thủy. Đấy, màn đẹp không ám ố, bản 2 sim 2 sóng online. Bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 2 triệu 600 nghìn. Giá không còn gì để bàn cãi của video ngày hôm nay. Đấy, tất cả hàng bán ra chỉ để mong xả Tết. Đấy, một con nữa, đây là con A52. Đấy, bản 5G các bạn nhá. Đấy, RAM 6, bộ nhớ 128GB, máy 1 sim 1 sóng. Đấy, giá thì lại rất rẻ. Con này RAM 628, màn xước, nói chung màn xước đi. Đấy, giá rẻ hơn cả tiền triệu so với bình thường. Bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 3 triệu rưỡi thôi. Chỉ có 3 triệu rưỡi các bạn đã sở hữu 5G, sở hữu chip Snap, sở hữu RAM 6, bộ nhớ 128, sở hữu pin 5000 cũng như là màn hình OLED. Đấy, không còn gì để chê ở con máy này nhá. Đây là một con bản Hàn Quốc. Đây, ngoại hình của nó thì có thể nói là hàng đẹp 95%, hàng zin phẩy. Đấy, bạn nào thích tốt gỗ hơn tốt nước sơn có thể chọn những chiếc máy này. Thì mình khẳng định, mình không cần khẳng định, các bạn cũng biết đây là một con máy nó zin. Đấy, còn nếu các bạn nào chọn những chiếc máy mà đẹp keng, đẹp lung linh, đẹp không tì vết thì ắt hẳn thì nó cũng sẽ có một cái gì đó nó hơi nghi ngờ là hàng thay vỏ, thay lưng hay là thay kính. Đó. Nhưng mà mua những chiếc máy hàng hàng xước như này thì 100% không bao giờ có chuyện hàng dựng hàng lỗi hàng gì hết các bạn nhé. Đấy, màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình.
Đấy, bên mình sẽ vào review một lượt lại những chiếc máy đang có, và bạn nào quan tâm đến những chiếc máy này thì vui lòng xem từ đầu đến cuối video để tìm hiểu tại sao giá nó lại như thế các bạn nhé. Đấy. Con này thì bên mình review cũng đã kỹ rồi nhé, đầy đủ chức năng nhận diện khuôn mặt cũng như là vân tay ở trong màn hình, camera 48 megapixel, 4 mắt cam mặt sau, một mắt flash. Đấy. Chân sạc Type-C đấy, và tai nghe 3.5, thì bên mình sẽ tặng các bạn một kính cường lực, một bộ sạc và một tai nghe các bạn nhé, bảo hành 3 tháng, bao zin toàn quốc. Cây thứ hai nói đến sẽ nói đến đó là một chiếc Samsung A51 bản Việt Nam, hàng chính hãng. Đấy, thì các bạn cũng đã biết cái vỏ nhựa, đây là vỏ lưng của nó là bằng nhựa các bạn nhé, thì nó rất là hay bị chóc thủy, giống như là cái mặt nhựa giả kính của bọn Samsung Galaxy S7, S7s, Note 5 các kiểu đấy, thì nó cũng rất hay bị chóc thủy các bạn nhé. Đấy, mặc dù nó zin chưa tháo mở gì luôn, nó vẫn chóc thủy, nhưng viền của nó thì lại đẹp. Đấy, nếu bạn nào cần, bên mình sẽ thay hẳn cái lắp lưng này đi cho các bạn, và các bạn sẽ được một con máy hàng đẹp 98 đến 99% các bạn nhé. Đấy. Nhưng mà theo mình thì cứ để như thế này bán thôi. Bên mình bán cho bạn giá chỉ có 2 triệu 600 nghìn thôi các bạn ạ. 2 triệu 600 nghìn cho RAM 6, bộ nhớ 128 GB. Đấy, màn hình của nó là 6.6 inch. Đấy, Super AMOLED, màn đục lỗ này rất thời thượng luôn. Pin 4000 mAh, cực kỳ khỏe, cực kỳ trâu. Đấy, và dòng A này là những chiếc máy mà nó rất là mượt. Lại có hai sim hai sóng luôn này. Đấy. Dòng A51 bản Việt Nam này bên mình đang bán 2 triệu 6, sẽ tặng kèm các bạn một ốp lưng, một bộ sạc và một tai nghe kèm theo cái kính cường lực nữa các bạn nhé. Hay đây, một con máy mà như lúc nãy bên mình cũng hơi lỗ, đó là các bạn có tiền và phải có duyên thì sẽ mua được những chiếc máy như thế này. Và mình khẳng định luôn, con này đến bây giờ các bạn tìm cực kỳ khó luôn, đó chính là chiếc S20 Ultra bản Việt Nam, hai sim hai sóng online, máy màu trắng. À, bình thường các bạn sẽ thấy là màu đen và màu xám, nhưng mà đây các bạn lại thấy được màu trắng, và con này nó là một con máy hàng siêu chất, siêu chất zin keng xà beng luôn, zin các bạn nha, mình cam kết luôn con này không zin, mình xóa kênh luôn các bạn. Đấy, để khẳng định cho các bạn đây là một trong số những con máy mà hàng kịch độc, kịch độc luôn đây. Đấy. Màn trắng sáng không ám không ồ không lưu hình. Thấy chưa các bạn? Ok chưa? Quá tuyệt vời không mặt rời luôn. RAM ROM của nó là 12 GB, bộ nhớ của nó là 128 GB các bạn nhé. Đấy. Ok chưa các bạn? À, mình nhầm. BDS bản này là bản quốc tế. Bản quốc tế các bạn nha, không phải bản Việt đâu, bản quốc tế này còn ngon hơn bản Việt luôn. Vẫn hai sim hai sóng mà lại chạy chip Snapdragon các bạn nhé. Đấy, chạy chip Snapdragon chứ không phải là chạy chip Exynos giống bản Việt đâu. Với con này thì các bạn dùng thì mượt xoáy người luôn. Đấy. Ngon chưa? Đấy, hàng này hàng siêu hiếm luôn. Lại còn dán, còn cả dán mắt camera rồi đấy các bạn. Nói chung con máy này khách dùng cực kỳ giữ gìn rồi. Đấy. Giá bên mình đang bán cho bạn là 7 triệu 900 nghìn các bạn nhé, 7 triệu 900 nghìn. Đấy. Con này thì mình nghĩ là sẽ bay trong nốt nhạc thôi. Hay là con Note 10 Lite này, giá thì siêu rẻ rồi. Đấy. Lưng của nó xước nhá, kính của nó lứt nhá, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cái mắt camera nhé. Đây các bạn nhìn này, kính nứt nhưng mà nó ở cạnh viền mắt cam thôi, nó không ảnh hưởng gì đến cái gọi là độ LED hay là độ sáng rõ cả. Bút thì không có này. Đấy, nhưng còn đây này, đấy, bạc này, bạc theo năm tháng này, đấy, xước sát bạc theo năm tháng nhá, đấy, màn hình thì cũng có xước la lô lông mèo này, đấy, màn trắng không ám không ồ không lưu hình gì luôn, hai sim hai sóng bản Việt Nam. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Mình quay rất kỹ rồi nhá, rồi các bạn không cần phải mình phải chụp ảnh nhá. Bởi vì rất là nhiều bạn bảo chụp ảnh, nhưng mà nhiều lúc bên mình đang đi ở ngoài đường hoặc là đang không có ở cửa hàng, bên mình không chụp được ảnh, thì các bạn cứ xem video thật kỹ vào, mình quay rất là từ từ thôi. Đấy, góc nào mà nó xước nó cấn như thế nào thì bên mình quay càng chậm để cho các bạn kiểm tra nhìn cho kỹ. Đấy.
Đấy. Bên mình bán cho bạn giá chỉ có là 3 triệu 200 nghìn thôi các bạn. 3 triệu 200 nghìn, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, pin 4.500. Không còn gì để chê nữa các bạn ơi. Lốt 10 like, siêu mượt, dòng lốt thì các bạn yên tâm nhé. Đấy. Zin nguyên bản 100%. Hay đây là một con Samsung A71. Đấy, nhập ở Viettel Store. Đấy, con này thì hàng thu cũ đổi mới ở Viettel Store nên các bạn yên tâm. Nó đã qua rất là nhiều lượt test rồi. Đấy, con này đẹp thì có thể nói là đẹp hàng 99% luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, không ám, không ố, không lưu hình. Trắng sáng, lung linh. Hai sim, hai sóng. Đấy, RAM 8, bộ nhớ 128 GB, dòng A71 này cái thời mới ra của nó là 12 triệu. Và sau 3 năm sử dụng, 4 năm sử dụng. Đấy, sau 3 đến 4 năm mà nó ra đời thì con máy này bây giờ bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 3 triệu 700 nghìn các bạn nhé. 3 triệu 700 nghìn thôi. Tặng các bạn một bộ sạc, một bộ tai nghe và một kính cường lực. Mình đang không nhớ là ốp lưng còn hay không. Nhưng ốp lưng bọn này thì các bạn mua ở đâu cũng được. Nó chỉ có 10 nghìn, 20 nghìn thôi, cái ốp lưng trắng trong thôi. Nếu có thì bên mình sẽ tặng các bạn nhé. Đây, một con mà giá đến phải nói là ngạc nhiên. Đây là một con iPhone XS Max bản 64GB, pin zin 96%, nhưng nó mất một cái đó là cái lưng. Cái lưng này đã là lưng thay rồi. Đấy, lưng thay rồi và khách cũng đã dán PPF kín luôn. Đấy. Đây là gọi là mất bò mới lo làm chuồng này. Đánh rơi vỡ lưng rồi thì mới đi dán lưng và dùng ốp này. Đấy. Màn hình thì cũng vỡ màn. Đấy. Con này thì bây giờ là màn nâu hay còn gọi là màn tàu. Đấy. Nhưng các bạn yên tâm về cái độ nhạy, độ mượt của nó nhé, không trượt phát nào luôn. Đấy, máy này thì đã hai sim hai sóng online nhưng nó là một sim vật lý và một e sim. Đấy, đây là một bản Mỹ, mất phây, màn nâu, 64GB, pin 96, lưng thay. Đấy. Đấy. Con này mà các bạn mua mà thay iPhone 8 Plus, các bạn có thể mua thay iPhone 7 Plus và 8 Plus luôn. Bộ nhớ 64GB thì bên mình nghĩ là sánh với là 8 Plus đi. Bên mình bán ra cho các bạn với giá của nó chỉ có là 3 triệu 900 nghìn. Chỉ có 3 triệu 900 nghìn. Các bạn sở hữu một XS Max cầm oai chưa? Cầm sang chưa? Cầm rất là oai và sang trọng các bạn nhé. Đấy. Rồi để cho các thanh niên, nữ tú, nam thanh nữ tú các bạn nhé. Đấy, cùng con này thì cam của nó, camera của nó này rất nét nhá, camera trước này, đấy cũng rất nét, đấy camera sau nét, chụp x2 là bấm vào chữ x2 không được, nhưng mà các bạn zoom lên thì thoải mái. Để tôi đợi một chút. Đấy, con cam này là cứ ấn vào cái X này này thì là nó hay bị lỗi, mình không biết đấy là lỗi phần mềm hay là lỗi ở phần cứng nữa, nhưng mà cái giá đấy là bên mình bán ra cho các bạn gọi là để cho các bạn trải nghiệm nhé. Bạn đang quay thì có khách vào cửa hàng đây nhá. Con này thì nếu mà các bạn bấm vào X2 thì nó rất là hay bị đơ và nó đen màn. Nhưng mà khi các bạn zoom này. Đấy, zoom này các bạn zoom lên 2x thoải mái này. Đấy. Nếu các bạn không bấm nhanh được thôi các bạn, nếu mà các bạn zoom tay này. Đấy, zoom thoải mái, lấy nét thoải mái luôn các bạn. Đấy, camera trước sau ok. Nhưng mà khi các bạn mà bấm vào cái chỗ 1x này để cho nó nhảy lên 2x thì là nó hay bị đơ camera. Nó hay bị đơ camera các bạn nhé. Đấy, bán cho các bạn giá trải nghiệm 3 triệu 900 nghìn thôi các bạn. Đấy, tặng một ốp lưng, một bộ sạc và một kính cường lực các bạn nhé. Đó. Những cái ví dụ như cái camera bên mình bảo lỗi hay là cái màn hình bên mình bảo lỗi khi các bạn mua máy bên mình nhé, cả những cái gì bên mình đã bảo lỗi rồi là những cái đó là thôi coi như là không bảo hành nhé. Còn những cái khác mà bên mình không bảo, mặc định nó là chức năng ok thì bên mình sẽ bảo hành cho các bạn nhé. Đó.
Bởi vì cũng có một số bạn cũng vẫn chưa hiểu cái đấy, bởi vì rất là nhiều cái máy bên mình bán à, con này bị lỗi chức năng này, nhưng mà khi gửi hàng về các bạn dùng một thời gian các bạn lại bảo là bảo hành cho các bạn chức năng đấy, cái đấy là không được các bạn nhé. Đấy, tiếp theo nữa đến XS Max này, hôm nay bên mình có bốn cái XS Max cũng tất cả màu vàng luôn. Đấy, bọn này thì tất cả nó đều là màn nô nhưng đầy đủ chức năng, Face ID còn này, camera tất cả các X đều còn hết, nghe gọi đầy đủ các thứ ok hết. Thì bên mình sẽ bán cho bạn theo cái giá mà giá pin đấy, đầy đủ chức năng đấy. Ví dụ như con này ngoại hình của nó là hàng zin đẹp, nói chung là hàng tất cả vỏ viếc này zin 100% luôn, vỏ zin 100%, màn là màn nô, màn trắng sáng không có ám ố và hiển thị 1:1 so với cả màn zin luôn. Đây các bạn nhìn này, đấy màn nô của nó rất đẹp nhá. Pin con này của nó là 88%, bộ nhớ của nó là 64 GB mạ Mỹ các bạn nhé. Máy bao quốc tế trọn đời cho các bạn. Đấy, hai sim hai sóng online thì một sim vật lý một e sim. Đấy, zin nguyên đẹp. Cảm ứng thì các bạn yên tâm bấm không trượt phát nào. Ở Face ID rất là nhạy nhá. Đấy. Đây các bạn. Cảm ứng này. Rất ok các bạn nhé. Đấy. Không có điểm chết, không có gì luôn. Ở chung đây nó là một chiếc màn nô. Bên mình bán cho các bạn con máy này pin 88%, bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 5 triệu 400 nghìn. Đấy, 5 triệu 400 nghìn cho một chiếc pin 88. Ở quên rồi. Đấy. Tiếp theo đến một con pin 89. Đây, pin 89%, bên mình cũng bán cho các bạn với giá của nó là 5 triệu 400 nghìn các bạn nhé. 5 triệu 400 nghìn. Đấy. Đấy, thấy chưa? Đẹp viền, tức là viền đẹp, vỏ đẹp. Các cái hàng này chính là những chiếc máy mà nó bị tai nạn khi vận chuyển các bạn nhé. Nếu không phải hỏng màn thì những chiếc máy này đều là những chiếc máy hàng zin đẹp 98-99% luôn. Đấy. Sau đó là bị vận chuyển nó bị vỡ rồi bị ấy các kiểu thì bên mình thay cái màn vào để gọi là giảm thiểu cái gọi là thiệt hại thôi. Chủ yếu bán để thu tiền về, còn lắp cho các bạn các cái màn này thì sẽ tiết kiệm hơn cho các bạn rất là nhiều, và các bạn có thể trải nghiệm, có thể sử dụng chơi game tẹt ga luôn, không bao giờ sợ đơ lag gì luôn. Con này pin 89 bên mình đang bán 5 triệu tư nhá. Tiếp theo đến một con pin 83%, đấy ngoại hình tất cả zin luôn, chỉ có mỗi màn hình thay thôi. Đấy, pin zin các bạn nha, bọn này pin của nó là hai pin cho nên các bạn yên tâm, 83% của XS Max dùng tẹt ga luôn. Dùng nếu mà các bạn có thể xem video liên tục có thể là rơi vào tầm khoảng 6 tiếng, còn nếu mà các bạn lướt web Zalo, Facebook các kiểu thì cũng có thể là nó rơi cho các bạn là đâu đó là tầm khoảng 8 đến 10 tiếng làm việc. Nói chung là thoải mái để cho các bạn một ngày làm việc nhé. Đấy. Đây, ngoại hình zin đẹp luôn, tất cả màu vàng. Tiếc ơi là tiếc các bạn ạ, những con máy này mà được lắp màn zin của nó thì nó không có giá dưới 7 triệu rưỡi luôn các bạn. Đấy. Không có giá dưới 7 triệu, cũng có thể là có những nơi bán rất rẻ. Đấy. Đấy, bán cho các bạn như này coi như giá bỏ màn, các bạn trải nghiệm và rất là dùng rất là oách slách luôn. Rất đẹp nhá. Đấy, pin 83% bên mình đang bán các bạn giá 5 triệu 200 nghìn thôi. Đấy, 5 triệu 200 nghìn. Hay có một con máy nữa. Đấy, con này cũng 83%. Đây. Đây ngoại hình của nó thì cũng như thế thôi, cũng là hàng zin đẹp. Tất nhiên là sẽ có xước nhẹ rồi. Đấy, màn thì chắc chắn rồi. Tất cả đều trắng sáng không ám ố gì luôn. Đấy. Đấy 83%. Đấy. Màu vàng gold. Con này thì bên mình cũng bán cho bạn giá là 5 triệu 200 nghìn các bạn nhé. Bên mình còn một cây nữa nhưng mà cái phây của nó chập chờn thì bên mình định bán cho bạn giá là 5 triệu, nhưng mà cái cây đó thì lại có thợ ăn mất rồi. Đấy, cho nên là có những cây máy này để cho các bạn giá quá rẻ. Tầm này mà các bạn mua iPhone X hay iPhone XS để làm cái gì nữa phải không các bạn? Vừa màn to, vừa pin khỏe, vừa ngoại hình đẹp, tội gì. Nào, đến một chiếc LG Velvet bản hàng xách tay zin nguyên cây. Đây các bạn này, màu trắng ngọc trinh này. Đấy. 3 triệu 300 nghìn thôi các bạn. Giá chỉ có 3 triệu 300 nghìn, hàng zin keng sà beng luôn. Đấy. Zin keng, ngoại hình đẹp, nguyên áp.
Rồi đầy đủ tất cả chức năng. Máy một sim RAM 8, bộ nhớ 128GB, màn 6.8 inch, pin 4200mAh. Màn hình cong tràn viền như S7S luôn. Rất cong. Đấy, cong như S7, S8 Plus hoặc S8 đó, Note 8. Đấy, màn cong này dùng rất là thích và hiển thị nói chung là 360 độ các bạn nhé, nhìn góc nào cũng như góc nào nhé. Đấy, bên mình đang bán 3.300.000, tặng là sẽ một sạc, một tai nghe kèm theo cái ốp lưng các bạn nhé. Tiếp theo nữa đây là Oppo Reno 6Z 5G. Thực ra bên mình mua con máy này là Reno 5 nhưng mà lại được con Reno 6Z 5G. Đấy, thì bên mình bán cho bạn bằng giá Reno 5 luôn. Đấy, đây một con máy ngoại hình màu đen rất cá tính, mạnh mẽ, đẹp, đen sần luôn, cầm không có vân tay. Nhưng con này đây thì nó sẽ chấm chấm một tí thôi, chấm chấm tí này. Đấy. Nhưng mà rất đẹp, các bạn nhìn ở ngoài là không rõ đâu, mình quay lên video này thì các bạn nhìn rõ thôi bởi vì là nó có phản xạ của ánh sáng nhá. Đấy. Chứ còn nếu ở ngoài các bạn nhìn đấy, đấy, nhìn ở ngoài các bạn sẽ nhìn như thế này này, rất đẹp mà lại màu đen sần. Đấy, đen Batman luôn. Máy này là hàng công ty. Đấy, RAM của nó là, đây mình vào xem, RAM của nó là 8 cộng 3 này, bộ nhớ 128GB, Reno 6Z có 5G luôn. Đấy, con này bên mình bán cho bạn giá 3.800.000 thôi, giá chỉ có 3.800.000. Đấy, tiếp theo một con nữa, đây là con Reno 6Z 5G. Con này thì cũng khá là đen. Một khách quen bom hàng và một khách đặt cọc rồi sau đó lại hủy kèo. Đấy, thế cho nên là bây giờ nó mới còn ở đây. Giá bên mình bán cho các bạn chỉ có 3.600.000 thôi, chỉ có lưng coi như là xấu đi, lưng xấu đi, đây xước hoặc là lứt kính này. Đấy, nhưng mà nó không có điểm đầu điểm cuối, lại lứt ở giữa thế này các bạn, không biết là lứt hay là xước. Đấy, đây xước, các bạn cần thì thay cái lưng này đi, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 100 đến 120.000 thôi. Chỗ nào đắt lắm thì là 150. Đấy, thì các bạn sẽ lại có một cái con máy hàng zin đẹp 99 luôn, viền của nó này. À đây, viền của nó cũng có hơi xước nhẹ. Đấy, thì nó coi là hàng 98 đi. Đấy, zin nguyên bản 100%. Đấy, bên mình bán cho bạn giá chỉ có 3.600.000 thôi. Hay một con nữa, đây là một con Redmi Note 11 bản Việt Nam. Đấy, máy màu các bạn nhìn màu quá đẹp luôn này. Đấy, đẹp chưa? Đó, quá đẹp nhá, quá đẹp luôn, 98-99% luôn. Bên mình đang bán thanh lý con này để thu tiền về, giá là 3 triệu các bạn nhá, 3 triệu. Đấy, Redmi Note 11 RAM 4+2 và bộ nhớ của nó là 128GB các bạn nhá. Pin khỏe, bọn này thì máy mới ra các bạn yên tâm, pin siêu khỏe luôn, camera siêu đẹp 50 megapixel các bạn nhìn thấy chưa, đẹp chưa? Đó, đó là những gì mà bên mình muốn giới thiệu cho tất cả các bạn. Và bây giờ bên mình sẽ kết thúc video ở đây. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.